Xin chào mọi người. Cảm ơn Trần Đại Quang nha. Hôm nay bạn lại đấm một phát bút vào nút Super Time. Cảm ơn Trần Đại Quang rất nhiều. Chân mệnh đế tiên cũng là tiên Võ Đình Kỳ 719. Tiếng trống trận hùng hồn, khí thế bàng bạc vang vọng khắp chư thiên. Phàm là người nghe được đều ngửa đầu ngước mắt, linh hồn vì đó mà chấn động, phảng phất như nhận được một loại kêu gọi nào đó từ xa xưa. Tiếng trống ở đâu ra như vậy chứ? Tất cả mọi người thần sắc hoảng hốt, tâm thần cũng bị tác động, huyết dịch trong cơ thể không khỏi sôi trào. Có cực đạo đế uy, cũng có cực đạo đế binh. Truyền lại từ bến bờ vũ trụ lại tựa như là vũ trụ biên hoang. Cái tiếng trống này thực là quỷ dị, làm cho khí huyết ta sôi trào trong người, không thể kìm nén được. Có người kinh ngạc không hiểu ra sao. Từng tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, vô số người đều ngửa đầu, một cái mặt mờ mịt đăm đăm nhìn hư thiên, không biết tiếng trống kia là có ý gì. Nam vực huyền hoang, lão tổ đấu chiến thánh viên, lão tổ quỷ ngưu không phân tuần tự leo lên hư vô, nghiêng đầu nhìn tinh không mờ mịt. Là trống trận chư thiên sao? Hai đại lão tổ đối mặt lẫn nhau, cái gì mà trống trận chư thiên chứ? Thánh viên hoàng cùng quỷ ngưu hoàng đế cũng đạp lên hư thiên, thần sắc nghi hoặc nhìn hai đạo lão tổ. Trống trận hư thiên chư thiên chính là được tạo thành từ đạo cốt của bàn cổ đại đế, truyền thừa tại thế gian đã lâu. Quỷ ngưu lão tổ ung dung nói một tiếng. Vẻn vẹn chỉ nghe tiếng trống, lão tổ liền biết đó là trống trận chư thiên được sao? Đó cũng không phải là tiếng trống trận bình thường, 130 đế của huyền hoang để có pháp tắc đế đạo dung nhập trong đó, vừa nghe liền biết. Thì ra là thế, khó trách có một loại cảm giác không nói rõ được mà cũng không tả rõ được, dường như có một loại kêu gọi nào đó. Hai hoàng đế nói ra, đích thực là kêu gọi trống trận chư thiên chỉ có tại lúc vạn vực nguy nan mới có thể gióng lên. Lão tổ thánh viên chậm rãi nói, nó đã biến mất trong vô tận năm tháng, bây giờ không ngờ là xuất hiện tại nhân gian, là ai đang đánh trống chứ? Lão tổ quỳ ngu không khỏi cau mày nói ra, vô luận là ai, tiếng trống trận đã nổi lên chính là chư thiên gặp nạn, hậu duệ đế đạo chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn mà mặc kệ. Lão tổ thánh viên thần thông quảng đại sải bước ra khỏi huyền hoang, trong tay mang theo côn sắc ô kim, trán phóng ra đế uy bá liệt. Lão huyền vũ, các ngươi giờ phút này không ra, chờ đến khi nào nữa đây? Lão tổ quỷ ngưu tiếng quát chấn động thiên địa cũng bước ra khỏi huyền hoang. Lần này liền đến rồi sao? Năm đạo thân ảnh cùng nhau lao ra. Cẩn thận ngưng nhìn một chút, chính là lão tổ thanh long tộc, lão tổ bạch hổ tộc, lão tổ chu tức tộc, lão tổ huyền vũ tộc cùng kỳ lân lão tổ. Năm người sóng vai mà ra, mang theo đồ chơi của mình đều là pháp khí đế đạo. Trống trận chư thiên gióng lên, vạn vực gặp nạn. Tại Đông Hoang, giao trì tiên mẫu cầm đế kiếm lao ra như một tôn nữ vương cái thế. Chư thiên gặp nạn, thất phu hữu trách. Phía sau, tiên mẫu giao trì là hai tôn cực kình ra khỏi Đông Hoang, một chính là Khương Thái Hư. Về phần một người khác, thân hình vĩ ngạn, sát khí thiên ma, mãnh liệt, chính là Ma Uyên, thôn thiên ma tôn trong truyền thuyết, chính là hắn. Năm tháng sắc như đao a. Khương Thái Hư buồn vô cớ thở dài nói một tiếng. Suy cho cùng, thăng trầm của cuộc đời không ai bằng được chúng ta. Ma Uyên cười tang thương. Thời gian qua đi trong vô tận năm tháng, hai đại thiên kiêu cái thế của Hồng Hoang lần nữa sóng vai, nhưng đã không phải là thời đại của bọn họ. Phía sau bọn họ có 6 người đi ra, chính là Tiêu Diêu Tử, Vô Cực Tử, Thiên Thành Tử, Huyền Chân Tử, Vân Tiêu Tử cùng Sức Dương Tử, Đồng Hòa Thất Tử. Tại một ngày hôm nay, toàn bộ đều trình diện. Phượng Hoàng cũng tới, đứng ở tái định cạnh Thái Hư, dẫm lên trời. Trên đỉnh đầu nàng treo lấy một tôn tiên kính đế đạo, thần tắc bay múa. Đó là đế khí Phượng Hoàng kính của Phượng Hoàng tộc. Ngày xưa, Phượng Hoàng tộc bị diệt, Phượng Hoàng kính rời đi, trong lúc đó lại trở về bên người Phượng Hoàng. Bây giờ Phượng Hoàng cùng ngày xưa có chút khác biệt, hoặc là nói nàng niết bàn, Phượng Hoàng tộc bị diệt, nàng cũng đã quên. Nàng cũng đã quên lãng. Càng lúc càng có nhiều người ra khỏi huyền hoang.
ông nội của Bắc Thánh là Cửu Lê Lão Tổ, Cửu Tiêu Chân Nhân, ông nội của Đế Cửu Tiên, còn có Lão Tổ Chuẩn Đế, Câu Cá cùng rất nhiều lão bối không nhớ nổi tên. Chủng tộc viễn cổ cũng xuất động đều là cấp Lão Tổ dẫn đội. Ôi quỳ, đều mang theo đế binh à. Từ xa xa, bên cạnh Lão Tổ, Cổ Long Tộc nhìn lướt qua bốn đạo nhân ảnh vừa tụ đến. Mang theo là tốt nhất, mang theo thì an tâm. Lão Tổ Vu Tộc ho khan một tiếng, nói ra. Tiếng trống trận chư thiên lại nổi lên, trận chiến này sợ là rất khó giải quyết. Lão Tổ Linh Tộc cùng Lão Tổ Cổ Tộc đều lộ ra vẻ sầu lo. Bọn ta có nhiều người cũng sợ bị đánh. Lão Tổ Man Tộc to con, thanh âm thô kệch, mang theo chày gỗ cũng đủ hung mãnh. Đám người cười một tiếng, bước ra khỏi huyền hoang. Năm tôn cực đạo đế binh uy thế liên kết lại với nhau, một đường nghiền ép đến tinh không, ùng ùng rung động. Động tĩnh lớn như vậy là ai đang kêu gọi chứ? Tiểu Viên Hoàng bọn hắn lại tập hợp cùng một chỗ, từng tên vò đầu bứt tai, không biết vì sao. Ta có cảm giác có một loại dự cảm rất xấu. Bác Thánh nhíu mày. Nhiều chuẩn đế như vậy, nhiều đế binh như vậy, càng trâu hơn Cứu Hoàng Đại Sở lần trước à? Đế gia Cửu Tiên mắt to chớp chớp. Đây là làm sao chứ? Chư Thiên lại muốn đại hỗn chiến rồi sao? Có điều cái trận trượng này không khỏi có chút lớn đúng không? Lão Hữu tu đạo 3.000 năm đều chưa thấy qua động tĩnh lớn như thế. Đừng có nói nhảm nữa, đi xem một chút đi. Nó không chừng là một vở kịch lớn đó. Dưới tầng trời, tia tràn đầy tiếng nghị luận. Náo nhiệt lần này cũng không địch lại tiếng trống trận kia. Thực sự là một loại kêu gọi vô thượng. Thiên Vương phải chăng cũng tiến đến trợ chiến hay sao? Tại Thiên Hư Trung Châu, Thiên Tru Địa Diệt đứng lặng cúi đầu tại sau lưng Thiên Vương của Thiên Hư. Bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi Thiên Hư. Thiên Vương của Thiên Hư nhàn nhạt nói một tiếng, một câu mờ mịt mang theo uy nghiêm vô thượng. Hắn cũng ngước đôi mắt nhìn lên hư vô mờ mịt, ánh mắt không buồn không vui, có một tia lo âu hiện lên, nhưng cuối cùng cũng chưa hạ lệnh lao tới đại sở. Cấm khu Vong Xuyên của Tây Mạc, Mạnh Bà đứng chắp tay đứng lặng đó. Thiên Vương, nếu không phải chiến sự khẩn cấp, đại sở sẽ không gióng lên trống trận chư thiên. Bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi Vong Xuyên. Thiên Vương của Vong Xuyên lời nói bình thản, cũng như Thiên Vương của Thiên Hư trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là Mạnh Bà do dự muốn nói lại thôi. Người nên biết sứ mệnh của cấm khu. Thiên Vương của Vong Xuyên nhàn nhạt nói, một tiếng này mang theo uy áp cái thế. Tuân mệnh. Mạnh Bà thân thể rung động, sắc mặt cũng trắng bệch. Tiếp tục phong ấn giao trì tiên thể, chớ có để con trai của Thiên Chiến xuất thế. Thiên Vương của Vong Xuyên dứt lời, quay người biến mất không còn tung tích. Mạnh Bà thở dài một hơi, yên lặng quay người đi về chỗ sâu của Vong Xuyên. Giống như Thiên Hư, cũng giống như Vong Xuyên, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền cùng Minh Thổ cũng đều có thanh âm truyền ra. Bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi cấm khu. Mệnh lệnh của Thiên Vương vô cùng mờ mịt, băng lãnh mà uy nghiêm. Cấm khu tức thời im lặng, còn có kết giới hộ sơn hiện lên. Cái gọi là sứ mệnh không cho phép ngũ đại cấm khu vọng động. Thứ bọn họ bảo vệ so với cửa chư thiên còn muốn quan trọng hơn rất nhiều. Cấm khu yên tĩnh nhưng huyền hoang lại náo nhiệt. Bên trong tinh không lại càng náo nhiệt hơn. Chư thiên vạn vực mênh mông vô cương tại hôm nay phi thường náo nhiệt. Nhưng nhìn mà nhìn tới, tinh không có thành hồng không ngừng lao vun vút như từng viên sao băng, tụ thành mưa sao băng. Phương hướng, mục tiêu đều tụ về một hướng. Tại âm minh tinh, một quan tài cổ xưa nổ tung. Tương thần sắc chín kích đi ra, thân thể nặng nề như núi đạp đến tinh không phải run lên một cái. Cũng giống như âm minh tinh, những nơi tiếng trống trận chư thiên đi qua có quá nhiều cổ tinh chấn động, hoặc nhiều hoặc ít để có người lao ra. Những người này tu vi thấp nhất cũng ở tại cấp đại thánh. Hóa ra chuẩn thiên vạn vực còn có nhiều chuẩn đế như vậy. Cửu Tiêu Chân Nhân thở dài, nhiều chuẩn đế như vậy, ông ta thuộc là người trẻ tuổi, tuổi trẻ tuổi nhất. Chẳng qua ông ta chỉ mới 3.000 tuổi liền đạp lên ngôi vị chuẩn đế, là do ngươi không biết mà thôi. Còn rất nhiều chuẩn đế đó. Là tổ chuẩn đế Câu Cá xịt một tiếng nói ra. Chẳng qua số lượng này hoàn toàn chính xác rất dọa người. Ta đi đây, ai da, con hàng kia là ai vậy chứ? Tốc độ đó là bạch hắc sao? Một lão chuẩn đế kinh hô một tiếng. Chúng chuẩn đế nghe vậy đều thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới.
Từ tinh không xa xôi, một thần hồng xẹt ngang, tốc độ nhanh đến mức nghịch thiên, giống như đạp trên dòng sông thời gian, phá vỡ pháp tắc thời không. Đó là một thanh niên, mắt như sao trời, mái tóc đen suôn dài như thác nước, toàn thân có tinh quang vườn quanh như một tôn thần vương cái thế. Ông ta chính là một tôn chuẩn đế cường đại, chuẩn đế đỉnh phong, hàng thật giá thật, để rất nhiều cấp chuẩn đế tại tinh không đều cảm thấy bị áp chế nặng nề, mạnh đến mức không còn gì để nói. Lão tổ chuẩn đế câu cá thán phục nói một câu: lại đúng là thiên thanh rồi. Lão tổ cửu lê mắt đầy khó tin, tâm cảnh cấp chuẩn đế liền nói chuyện cũng phải run rẩy. Thế nào, lai lịch rất trâu hay sao? Thấy thần thái lão tổ cửu lê như vậy, các vị cấp chuẩn đế khác đều bấm nút ngón tay hỏi một câu: hắn chính là đệ nhất thần tướng dưới trướng tiên võ đế tôn. Tiên võ đế tôn, chúng chuẩn đế mãnh liệt nuốt nước bọt, đó mới là cấp đại nhân vật hóa thạch sống chân chính à. Nói như vậy, ngay cả kiếm thần cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Cùng hắn so sánh, lão phu chợt cảm thấy mình là rất trẻ trung. Một đám chuẩn đế nhất miệng tặc lưỡi, một người cùng bối phận với tiên võ đế tôn đứng ở trước mặt, bọn họ cũng không phải là tiểu oa nhi hay sao? Bên trong âm thanh chấn kinh, thiên thanh một câu cũng không nói, lao vun vút ngang qua không trung. Nhưng trong mắt ông ta lại khắc đầy vết tích năm tháng, tang thương mà cổ xưa, an tĩnh như nước, đã tới trở lại cảnh giới nguyên trạng, thu trời nạp địa, có đại đạo vô thượng đang tự hành diễn hóa. Tốc độ kia đầu chỉ là phá vỡ pháp tắc thời không, liền pháp tắc không gian cũng cùng nhau phá vỡ. Chúng tuần đế chạy theo cả buổi, sửng sốt không thể đuổi kịp. Thật xấu hổ à. Lão tổ chuẩn đế câu cá vội ho một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Thật xấu hổ đó. Cửu tiêu chân nhân cùng cửu lê chân nhân ho khan nói ra: nhìn đi, cô nương kia cũng là bật thắc ca. Lại là một lão chuẩn đế nắm bắt ria mép thở dài mà tặc lưỡi. Chúng chuẩn đế là nhìn tới mới thấy một nữ tử áo trắng vèo một tiếng xẹt ngang tinh không. Tốc độ đó không thua kém gì thiên thanh. Tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng thần tư của nàng lại vĩnh cửu khắc vào bên trong tinh không. Một đám lã gia hỏa nhìn mà thần sắc cũng si mê. Nàng quả mức kinh diễm, tắm rửa tại dưới tiên quang, phong hoa tuyệt đại, thánh khiết vô ngần, không dính chút khói lửa trần gian, không nhiễm chút bụi phàm thế, dùng nhàn khuân thế để cho thiên vạn vực hút mất hết màu sắc. Chiến lực sóng vai cùng thiên thanh. Cửu tiêu chân nhân thở dài nói ra: đây là vị nào, biết hay không? Nhóm chuẩn đế lại nhìn về phía lão tổ cửu lê. Lão đầu như này nhận thức vẫn là rất chuẩn. Đó là tam sinh, thần tướng thứ hai dưới trướng tiên võ đế tôn. Được rồi, lại là một hóa thạch sống, phải gọi nàng là cô nãi nãi à. Lão phù tưởng còn có thể cùng nàng tâm sự tình cảm một chút. Lần này xem ra vẫn là quên đi, một bàn tay của nàng có thể đánh ta, phải hòa khóc. Lúc bộ đám chuẩn đế đang nói nhảm, tam sinh đã biến mất tại tinh không. Sau đó không lâu, nàng liền đuổi kịp thiên thanh, sóng vai lướt tới. Ngươi đã già rồi. Tam sinh một môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói như thanh âm của tự nhiên, mỹ diệu mà dễ nghe, chở theo đầy tang thương. Ngươi vẫn đẹp như năm đó. Thiên thanh mỉm cười một câu nói, già nua như năm tháng tang thương, so với thần thoại kia còn xa xôi hơn. Ta phải chăng đã quấy rầy hai vị nói chuyện? Một tiếng cười mờ mịt ông dung vang lên, bên cạnh thiên thanh lại xuất hiện thêm một người. Cùng là một thanh niên, áo trắng, tóc trắng như một tôn tiên vương. Hai con ngươi chứa đựng vạn vật, diễn hóa đại đạo, khí uẩn tự nhiên mà thành. Có thể cùng hai tôn thần tướng sóng vai, rất hiển nhiên. Hắn cũng là thần tướng dưới trướng tiên võ đế tôn. Thần tướng thứ ba, thiên nguyên. Đều là lão gia hỏa, đối với sự trêu chọc của hắn, thiên thanh cùng tam sinh đều lắc đầu cười một tiếng, phản phất như sớm đã thành thói quen. Ba người như đã ba đạo thần hồng, cho tinh không thêm ba đường cong tuyệt mỹ. Trong lúc phi hành, lại có sáu người tuần tự gia nhập, đều không có ngoại lệ, đều là chuẩn đế đỉnh phong, cũng đều là thần tướng dưới trướng đế tôn. Chiến vị thần tướng cái thế, sau thời gian thương hải tan điền trôi qua, lần nữa tụ họp cũng chỉ nhìn nhau cười một tiếng, lại nói nhiều lời, nói cũng không hết. Thần tướng cùng thần tướng
cùng nhau tồn tại đều phủ lên áo giáp ngày xưa, mặc lên chiến y năm đó, lại xuất hiện thần uy của một thần tướng cái thế. Giống như những năm trước đi theo Tiên Võ Đế Tôn bình định chư thiên. Đại sở bầu trời đen thui mờ mịt một cách vô pháp vô thiên, giống như năm đó không thấy ánh sáng. Vong linh đại quân thiên ma quá nhiều, che kín thương thiên, phủ đầy đại địa, đen kịt một màu như đại dương, như muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa. Bọn hắn đều không có tâm trí, có chăng chỉ là khát máu cùng giết chóc. Thiên ma như nước thủy triều đã nhào về phía nam sở, tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành khi còn sống, muốn vượt qua tường thành, san bằng cửa chư thiên. Một tôn chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đột nhiên rút kiếm, chỉ phía xa ngoài thành, tiếng quát âm vang. Toàn quân, nghe lệnh, đánh cho ta! Nhất thời, 10 vạn tòa hư thiên tuyệt sát trận khôi phục tập thể. Tiếp theo đó, có vô số thần mang, tịch diệt quét ra như màn mưa ánh sáng. Thiên ma đánh tới, từng lớp đổ xuống, từng lớp bị đản diệt, máu tươi đen nhánh, nhuộm đại địa thành một màu đen. Nhưng, tuy là như thế, thiên ma vẫn công sát như những tên điên, hết tên này đến tên khác lao lên, không chút nào để ý tới đại giới thương vong. Tường thành nam sở áp lực tăng lên gấp bội, thiên ma dù không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng số lượng cường giả của nó cũng tuyệt đối nghiền ép đại sở. Không có luân hồi áp chế, tu sĩ thiên đình hơn 90% đều không thể tham chiến, tối cao chỉ là thánh nhân, đi bao nhiêu đều chỉ là pháo hôi. Năm đó, 9 vạn quân viễn chinh đại sở tương đương với 9 vạn cấp chuẩn đế giết vào bắc sở, cuối cùng vẫn như gần như toàn quân bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được số lượng đại quân thiên ma khổng lồ tới cỡ nào. Còn bà hắn chứ, thật con mẹ nó bất đức bà. Tạ Vân mắng to, nắm đấm siết đến bật máu, trong mắt phủ kín tơ máu.